lâu lâu mới được ra ngoài ngắm phong cảnh, ngắm trời đất ở ngoài đây thì tranh thủ đi coi luôn. Không khát rất này kìa. Ứng dụng nữa đây này. Điệt đây à? Đây này, ở đây có mấy tổ luôn này. Ổ luôn này. Ôi qua chói sáng có gì không thấy được. Thôi kệ đi. Đây cái cà đắng này. Đây, cà đắng. Đây thì lá mì trồng luôn. Vừa cho cá ăn vừa mình ăn luôn. Món ăn lá mì thì đặc biệt ngon luôn. Kiếm bắt cá không Kiên? Bắt cá không? Rồi, đi vòng ngược lại đây. Có xoài rồi các bạn à, mùa này thì mới ra hoa bây giờ này. Cây này có trái này. Đã chín đấy chứ. Bà này. Cầm giùm ấy. Trèo lên được không? Lượm xài cho cậu kìa. Giờ là trên mục săn bắt hái lượm. Đi săn kiến vàng và hái xài. Leo giỏi ghê. Ở dưới thì thấy nhiều lắm. Hả? À dưới đi thầy. Đó. Lượm. Thấy chưa? Thích thích xoài non hay là xoài chín? Xoài non đi. Xoài chín thôi, để cái này nó lủng. Lủng là. Ra đây đem ra đây lượm bỏ đây. Ơ, lượm bỏ đây. Lượm để dưới này gom lại một chỗ đi. Đó. Lượm gom lại một chỗ nha. Nhìn giống nhiều lắm nha. Thôi ăn thử. Xoài đâu? Xoài đây. Đây đây, nó rửa chứ. Đi đâu? Đừng cầm cái dao kìa đấy. Đây là sản phẩm xoài. Để ăn thôi. Ăn luôn, ăn tại sao mà nó đâu xoài tép xoài ngon lắm. Mở ra tép rồi nè, mình xong rồi lắm.